Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp họp báo sau trận Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng, Kia Tisak động viên huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Nhà cầm quân người Thái Lan đã được hỏi về cảm giác chiến thắng trên ghế huấn luyện trước đồng nghiệp của câu lạc bộ Đà Nẵng. Kia Senamuang nói: "Chúng tôi là những người bạn ngoài đời nhưng trên sân thì phải làm việc hết mình." Tôi chỉ nói với anh ấy là cố gắng lên, còn những trận đấu phía trước nữa. Hai bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng, penalty đã giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại đội chủ nhà Đà Nẵng. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bất lực rút các trụ cột ra và đưa cầu thủ trẻ vào để giảm rủi ro. Di Cô Thái nói tiếp, Đà Nẵng là đội mạnh và chủ nhà, chúng tôi gặp áp lực từ số lượng khán giả. Hoàng Anh Gia Lai rất tôn trọng đối thủ, chúng tôi phải phòng ngự trong hiệp 1. Ông nhấn mạnh, mấu chốt trong trận là cách tiếp cận trận đấu bằng việc phòng ngự chặt chẽ. Hàng thủ đã làm rất tốt, có 3 điểm tôi hài lòng. Tôi đã nói với cầu thủ là nếu không tấn công lại thì chỉ có hòa hoặc thua. Kia xác tiết lộ thêm. Tôi làm theo lời của Bầu Đức, chơi bóng đẹp chưa đủ mà cần có điểm. Đó là chìa khóa giúp cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hiểu được vấn đề. Họ có thể chơi những trận đấu lớn mà không sợ đội nào cả. Nhà cầm quân sinh năm 1973 không gặp nhiều khó khăn khi vắng cả Lương Xuân Trường và Kim Đông Xu. Hai sự thay thế là Triệu Việt Hưng và hậu vệ Lê Đức Lương bên cánh trái. Kia Tisak đã làm tâm lý tốt với những cầu thủ dự bị này để họ hiểu vấn đề. Mùa giải còn rất dài, sẽ có cầu thủ bị thẻ, chấn thương nên Hưng và Lương phải hiểu là họ phải nắm lấy cơ hội vòng này. Hoàng Anh Gia Lai lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Quảng Ninh khi có 19 điểm sau 8 vòng đấu. Ở lượt đấu tới họ sẽ tiếp câu lạc bộ Nam Định trên sân Pleiku. Hoàng Anh Gia Lai thật sự là ứng viên vô địch Felix. Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định Hoàng Anh Gia Lai đã thắng thuyết phục 2-0 trước câu lạc bộ Đà Nẵng ở vòng 8 V-League 2021 vào chiều ngày 8 tháng 4. Chuyên gia Phan Anh Tú nói với Dinh, Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng giành 3 điểm trước câu lạc bộ Đà Nẵng. Họ bắt bài mảng miếng của huấn luyện viên Huỳnh Đức, triển khai lối chơi hợp lý và tận dụng tốt cơ hội. Đến trận thứ 8 của V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thắng và giữ vị trí đầu bảng. Họ thật sự là ứng viên cho chức vô địch V-League. Trong bóng đá, tính nhịp điệu của một trận đấu rất quan trọng. Sự xuất hiện của Kia giúp Hoàng Anh Gia Lai có được điều này. Hoàng Anh Gia Lai luôn bình tĩnh tổ chức trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tấn công. Hoàng Anh Gia Lai hiện là câu lạc bộ chơi hiệu quả nhất V-League. Mỗi tình huống tấn công của Hoàng Anh Gia Lai là pha bóng sóng gió cho đối phương. Câu lạc bộ Đà Nẵng đã thi đấu hay ở V-League. Những trận trước họ thăng hoa nhờ lối chơi tốc độ và tấn công biên. Kia thì Sắc nhận ra điều này nên bố trí các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giữ cự ly đội hình ở sân nhà, nhường đối thủ cầm bóng. Câu lạc bộ Đà Nẵng trên lý thuyết cầm bóng nhiều hơn, nhưng dấu ấn gấn công thì không đáng kể. Họ chỉ biết dồn bóng sang biên và tạt. Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao tốc độ từ hiệp 2, khoảnh khắc xuất thần từ Văn Toàn giúp đội nhà có bàn mở tỷ số. Sau đó pha bóng thiếu may mắn của câu lạc bộ Đà Nẵng giúp Công Phượng nhận cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Hai bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai mang tính khoảnh khắc, nhưng về thế trận thì Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn chủ động và xứng đáng thắng. Trước vòng 7 V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Đà Nẵng là hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đại chiến giữa hai câu lạc bộ đã tạo cơn sốt vé ở Hòa Xuân khi các khán đài không còn chỗ trống. Cổ động viên chờ đợi màn đấu trí giữa Kia Tisak và Huỳnh Đức và phần thắng đã thuộc về Gico Thái. Ông Tú nhấn mạnh, sắc thật sự xuất sắc thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đọc vị được Huỳnh Đức và nhịnh hơn đối thủ ở trận này. Về con người, Hoàng Anh Gia Lai chưa chắc tốt hơn câu lạc bộ Đà Nẵng. Tuy nhiên lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai là hợp lý và phát huy được phẩm chất của các cầu thủ. Công Phượng có lẽ là người chơi hay nhất khi đối đầu với câu lạc bộ Đà Nẵng. Công Phượng khiến tôi liên tưởng đến Quang Hải 3 năm trước. Đây là cầu thủ thi đấu lùi sâu, giữ vai trò tổ chức và không chịu áp lực ghi bàn. Khi có cơ hội, Phượng xâm nhập vòng cấm ngay lập tức. Công Phượng càng chơi càng hay khi chút bỏ được gánh nặng phải tỏa sáng trong thế trận của Hoàng Anh Gia Lai. Sau vòng 8, Hoàng Anh Gia Lai có 19 điểm để tiếp tục dẫn đầu, thầy trò Kea Ti Sắc đang hơn câu lạc bộ Quảng Ninh 1 điểm. Những vòng đấu gần đây, Hoàng Anh Gia Lai chạm trán các đối thủ khó chịu từ Việt Theo, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nhưng đều thắng giòn giã. Chuyên gia Phan Anh Tú kết luận: Trước V-League tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai sẽ nằm trong nhóm đội mạnh, nhưng đến lúc này họ phải là ứng cử viên, thậm chí là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Từ đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Việt Theo là hai đội bóng chơi tốt và có khả năng để duy trì phong độ lâu dài. Câu lạc bộ Quảng Ninh đang là hiện tượng nhưng nội lực có vấn đề, khó duy trì qua từng vòng. Câu lạc bộ Hà Nội gặp quá nhiều khó khăn vì chấn thương. Đà Nẵng thì trỗi dậy nhưng chưa đủ để là tập thể đủ sức thắng tất cả. Lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai đã được định hình rõ ràng dưới thời Kia Sắc, những trụ cột cũng đang có phong độ tốt. Mọi đội bóng phải e ngại và tìm cách để hóa giải Hoàng Anh Gia Lai trong những trận tới. Tuyển thủ Thái Lan Kia Sắc đã làm thay đổi hoàn toàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kia đang giúp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trở thành một thế lực thực sự ở V-League 2021. Dòng dã 15 năm, Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức không thắng trên sân của câu lạc bộ Đà Nẵng. Họ đã nhận đến 18 thất bại trong 33 lần đụng độ đội bóng sông Hàn. Nhưng ngày hôm nay mùng 8 tháng 4, lịch sử đã viết lại khi Hoàng Anh Gia Lai chơi cực hay để thắng Đà Nẵng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân. Như vậy Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đã trở lại ngôi đầu bảng V-League 2021. Hoàng Anh Gia Lai có 19 điểm sau 8 vòng đấu, hơn 1 điểm so với Quảng Ninh có 18 điểm. Trận thắng Đà Nẵng 2-0 cũng mang đến những cột mốc mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi có trận đấu thứ 5 liên tiếp giữ sạch lưới và kéo dài mạch bất bại lên con số 7. Chia sẻ với chúng tôi, tuyển thủ đội tuyển Thái Lan Adison Promrock đã đánh giá rất cao khả năng cầm quân của huấn luyện viên Kiatisak. Qua đó anh cho rằng niềm cảm hứng mang tên Zico Thái đã giúp Hoàng Anh Gia Lai bay cao tại V-League năm 2021. Adison Promrock chia sẻ với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Kiatisak không chỉ giúp đội bóng đó, tức là Hoàng Anh Gia Lai, có được sức mạnh ở trên sân bóng mà còn ở khía cạnh tâm lý. Cá nhân tôi cũng từng làm việc với ông ấy, Zico đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện tâm lý thi đấu và tôi tin rằng ông ấy đã làm tốt điều đó ở Hoàng Anh Gia Lai. Ở Thái Lan, Kean sắc rất nổi tiếng về thái độ làm việc và cách để hiểu rõ học trò. Tôi tin rằng điều đó đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt trong thời gian qua. Cá nhân tôi nghĩ Kean sắc đã thay đổi toàn bộ bộ mặt đội bóng của ông ấy nhờ khả năng của mình. Cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League. Theo huấn luyện viên Beji Won, Văn Toàn đang chơi cực hay trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League 2021 để giúp cho đội bóng này thăng hoa. Dòng dã 15 năm, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức không thắng trên sân của câu lạc bộ Đà Nẵng. Họ đã nhận đến 18 thất bại trong 33 lần đụng độ, độ đội bóng sông Hàn. Nhưng hôm nay, lịch sử đã viết lại khi Hoàng Anh Gia Lai chơi cực hay để thắng Đà Nẵng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân. Bên cạnh bàn thắng trên chấm phạt đền của Công Phượng, Văn Toàn chính là cầu thủ được cho là hay nhất trận này của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi tỏa sáng với siêu phẩm đẹp mắt. Sau một hiệp đấu mà cả hai đội đều không có được những cơ hội rõ rệt, thì Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 47. Văn Toàn đi bóng tự tin và rút xa tung lưới đội chủ nhà. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn ở V-League năm 2021. Sự xuất sắc của tiền đạo người Hải Dương là điểm tựa rất lớn để Hoàng Anh Gia Lai đang thăng hoa ở mùa này. Nhận xét về Văn Toàn, cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam BG Won chia sẻ với chúng tôi. Tôi có xem trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Đà Nẵng, đội bóng của Công Phượng đã chơi rất hay, họ làm chủ hoàn toàn trận đấu và chiến thắng là xứng đáng. Bên cạnh đó, tôi đánh giá rất cao khả năng của Văn Toàn, anh ấy đang chơi rất hay, chạy chỗ dứt điểm mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi rất thích khi xem Văn Toàn thi đấu, nếu cứ chơi hay như vậy, Văn Toàn sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League năm 2021. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã trở lại ngôi đầu bảng V-League 2021. Hoàng Anh Gia Lai có 19 điểm sau 8 vòng đấu, hơn 1 điểm so với Quảng Ninh 18 điểm. Trận thắng Đà Nẵng 2-0 cũng mang đến những cột mốc mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi có trận đấu thứ 5 liên tiếp giữ sạch lưới và kéo dài mạch bất bại lên con số 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.